Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, được đào tạo bài bản tại nước ngoài là bậc thầy trong nghề châm cứu, đồng thời lại giữ chức phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa, Thái Nhữ Siêu có một vỏ bọc hoàn hảo để trở thành gián điệp chuyên nghiệp của Trung Quốc, chuyên thu gom tin tức về tình hình kinh tế, xã hội, đồng thời tuyên truyền những luận điệu sai trái ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Thế nhưng trong cuộc đấu trí với lực lượng an ninh công an thủ đô thì tên gián điệp của Trung Quốc đã phải chịu thất bại. Đáng nói, người khuất phục hắn lại chính là bóng hồng kiên cường của Việt Nam. Vậy rốt cuộc vụ án gián điệp chấn động này đã diễn ra như thế nào? Còn những góc khuất nào về tài năng của bóng hồng đã khiến gián điệp Trung Quốc phải kính nể? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Thái Nhữ Siêu sinh năm 1924 tại Quảng Ngãi, là người Việt gốc Hoa. Lớn lên đúng vào thời kỳ cách mạng tháng 8 năm 1945, Siêu cùng hòa mình vào dòng thác cách mạng sôi sục của nhân dân địa phương, tham gia phong trào Việt Minh khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh. Được đào tạo bài bản tại nước ngoài, là bậc thầy trong nghề châm cứu, đồng thời lại giữ chức phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa. Thái Nhữ Siêu có một vỏ bọc hoàn hảo để trở thành gián điệp chuyên nghiệp của Trung Quốc, chuyên thu gom tin tức về tình hình kinh tế, xã hội, đồng thời tuyên truyền những luận điệu sai trái ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng. Thế nhưng, trong cuộc đấu trí với lực lượng an ninh công an thủ đô, thì tên gián điệp của Trung Quốc đã phải chịu thất bại. Đáng nói, người khuất phục hắn chính là bóng hồng kiên cường của Việt Nam. Vậy rốt cuộc, vụ án gián điệp chấn động này diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu ngay sau đây. Đầu năm 1950, Siêu là ủy viên thường trực Hoa Kiều Liên khu 5, kiêm trưởng ban Hoa vận tỉnh Quảng Ngãi. Chính vì vậy, tháng 7 năm 1950, Thái Nhữ Siêu được nhà nước cử tham gia đoàn đại biểu Hoa Kiều Liên khu 5 đi Trung Quốc chào mừng kỷ niệm một năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chuyến đi vô cùng gian nan, lênh đênh trên biển vài ngày, Siêu được tàu tuần tiễu của Trung Quốc ở đảo Hải Nam phát hiện, đưa về Quảng Châu. Tại đây, Siêu được nhập học vào Đại học Nam Phương. Sau đó, do bị tuyên truyền sai trái, trong đầu anh ta hình thành ý niệm cần phải lấy lại những vùng đất từ tay các tiểu bá để lãnh thổ Trung Quốc được mở rộng hơn, to lớn hơn, bao la hơn. Tháng 10 năm 1954, sau khi thủ đô Hà Nội giải phóng, nhà cầm quyền Trung Quốc cấp hộ chiếu cho Thái Nhữ Siêu trở lại Việt Nam với nhiệm vụ đi sâu vào nội bộ các cơ quan nhà nước Việt Nam, tìm mọi cách để Việt Nam tin tưởng giao cho cương vị trọng trách, đồng thời kiên trì chờ đợi những chỉ thị cụ thể từ thượng cấp. Sau 2 năm làm việc tại lãnh sự quán Trung Quốc, Siêu được đề bạt chuyển công tác sang tiểu ban Hoa vận Việt Nam, chính thức bước chân vào con đường làm gián điệp trong một tâm trạng nơm nớp lo sợ hành tung của mình sẽ bị lộ bất cứ lúc nào. Năm 1958, Thái Nhữ Siêu dù là người chỉ biết đọc báo, nhưng cũng lại nhận được chỉ thị mật là phải đi làm báo. Với khả năng luồn lách, Siêu đã trở thành phó tổng biên tập của tờ Tân Việt Hoa, chuyên phụ trách mảng quốc tế. Nhờ hoạt động trên lĩnh vực báo chí, Siêu được tiếp xúc sâu với xã hội, tận mắt chứng kiến Việt Nam ngày một đổi mới. Cuộc đấu tranh cho thống nhất hai miền Bắc Nam diễn ra sôi sục trong cả nước. Đã có lúc Siêu cảm thấy cắn rứt lương tâm, lẽ ra phải làm việc nhiều hơn, cống hiến nhiều hơn cho mảnh đất đã sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn. Nhưng không, Siêu đã xây dựng được mạng lưới của riêng mình ở tòa soạn báo, đặc biệt là xây dựng đội ngũ phóng viên để thu thập tin tức đối nội, đối ngoại của Việt Nam. Lợi dụng vị trí phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa, Siêu đã chọn đăng tải nhiều bài tuyên truyền về học thuyết nước ngoài, gây bất lợi cho đất nước và đường lối lãnh đạo của Đảng. Thậm chí đăng cả những câu chuyện bịa đặt miễn sao phục vụ cho mục đích của mình. Cùng với Đinh Lực là tổng biên tập, Siêu đã xây dựng một số hoạt động trong kế hoạch nhuộm màu với mục tiêu then chốt là tạo ra sự thay đổi trong nội bộ và đường lối của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt chú trọng phát triển các mối quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với con em, người giúp việc của các cán bộ cấp cao. Những tưởng với vỏ bọc kín đáo, đường lối bài bản ấy, Thái Nhữ Siêu có thể làm được điều mình muốn.
nhưng cộng đồng Hoa Kiều chân chính đã không cho phép y làm những điều đi ngược lại với lương tâm. Tin tức về Thái Nhữ Siêu đã được Phòng Bảo vệ Chính trị 3, Công an thành phố Hà Nội chú ý. Những nghi ngờ về nhân vật này đang có hoạt động gián điệp ngày càng dày lên. Trong đoạn cuối lời khai của Thái Nhữ Siêu tại cơ quan an ninh khi bị bắt vào năm 1978, y đã viết: "Thưa bà phụ trách công tác an ninh và cán bộ xét hỏi, Siêu tôi xin thưa với bà và các cán bộ xét hỏi rằng tôi đã khai báo toàn bộ sự thật. Tôi còn giấu giếm làm gì nữa khi cấp trên của tôi đã đưa tôi vào tử lộ, bỏ rơi tôi một cách không thương tiếc." Bà phụ trách công tác an ninh mà Siêu nhắc đến chính là đồng chí Tống Thị Hòa, chỉ huy Phòng Bảo vệ Chính trị 3. Sau này, bà là Phó Chỉ huy Ban An ninh Sở Công an Hà Nội, người giữ vai trò quan trọng trong vụ án lật tẩy gián điệp Thái Nhữ Siêu sau này đã mất. Những hình ảnh nữ chỉ huy an ninh vẫn còn lưu lại trong ký ức của những thế hệ sĩ quan an ninh công an Hà Nội lớp sau về sự thông minh, quyết đoán, bản lĩnh, không thua kém nam giới trong lĩnh vực phản gián. Những người tham gia vụ án ngày đó giờ cũng chẳng còn nhiều người. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, họ vẫn nhớ mình đã từng có một thời sôi nổi, theo dõi đối tượng, phân tích, đánh giá, viết báo cáo, gửi chỉ huy đơn vị trên những mẩu giấy, những tờ lịch, rồi lật tẩy cả đường dây gián điệp hoạt động ở cả hai miền Bắc Nam. Để chứng minh được hành vi hoạt động gián điệp là điều vô cùng khó khăn và nhạy cảm, Phòng Bảo vệ Chính trị 3 đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, xí nghiệp để vạch mặt những tên gián điệp trong đường dây của Thái Nhữ Siêu. Trong những ngày đầu bị bắt, cơ quan an ninh đã đưa ra nhiều chứng cứ quan trọng chứng minh Thái Nhữ Siêu là gián điệp. Nhưng anh ta ngoan cố không chịu khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tôi chưa chịu khai và bám lấy tất cả những gì xét ra có thể bám được, dù chỉ là bèo bọt để trốn tránh tội lỗi, để trông chờ một sự can thiệp gì đó, mặc dầu chỉ là mơ hồ và ảo tưởng. Trích lời khai của Thái Nhữ Siêu. Cho đến khi chúng tôi đưa cho anh ta bức thư của vợ với nội dung: "Em đã cố gắng bằng mọi cách, kể cả hy sinh tấm thân để tìm gặp được ông bác của anh, van xin ông ta ra tay cứu anh. Nhưng thật kỳ lạ, trước đây ông ta nhiệt tình là thế, mà nay lại tỏ ra rất hững hờ. Anh hãy suy nghĩ kỹ, tự cứu lấy mình, có thức thời mới là người tuấn kiệt." Thì Thái Nhữ Siêu mới bắt đầu có sự thay đổi. Với sự động viên của đồng chí Tống Thị Hòa, đối tượng Thái Nhữ Siêu đã biết thế nào là đúng sai. Anh ta đã viết bản tự khai một mạch dài gần 10 trang giấy, kể lại từ khi cất tiếng khóc chào đời cho tới khi trưởng thành và làm gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài. Anh ta cũng khai hết về những người liên quan đến đường dây, một cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị 3 nhớ lại. Ngày 19 tháng 6 năm 1984, đúng 6 năm sau ngày bị bắt, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử công khai Thái Nhữ Siêu về tội hoạt động gián điệp với mức án 20 năm tù giam. Những thế hệ cán bộ Phòng Bảo vệ Chính trị 3 sau này cho biết, Siêu là một người có tài, đặc biệt là nghề châm cứu. Khi được cơ quan tình báo nước ngoài huấn luyện, chính Siêu cũng đã đề nghị được bổ túc thêm về nghề này để nếu mất chức phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa thì còn có nghề tay trái kiếm cơm. Trong thời gian cải tạo, Siêu được tạo điều kiện không phải lao động mà chủ yếu chỉ châm cứu và dạy nghề cho các phạm nhân. Năm 1998, khi thi hành án xong, ông Siêu về lại ngôi nhà trên phố Quán Thánh tiếp tục hành nghề châm cứu. Thậm chí, nhiều cán bộ của Phòng Bảo vệ Chính trị 3 về sau còn đến tận nhà ông ta nhờ chữa bệnh. Đồng chí Tống Thị Hòa, người chỉ huy phá vụ án và cả bị án Thái Nhữ Siêu đều đã mất. Nhưng chuyên án đặc biệt ngày ấy đã trở thành bài học cho mỗi cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh đối ngoại hôm nay, luôn cảnh giác và dựa vào nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Những vụ án gián điệp nổi tiếng ở Việt Nam thời kỳ chiến tranh bao gồm những điệp viên hoạt động gián điệp cho CIA Hoa Kỳ ở Việt Nam, gián điệp cho Trung Quốc ở Việt Nam và gián điệp cho thực dân Pháp ở Việt Nam. Điệp viên có thể là những người phản bội lại đất nước của mình, nhưng cũng có thể là những người hùng
với hành động dũng cảm quên mình để cứu sống nhiều mạng người và giúp chấm dứt chiến tranh. Trong những năm từ 1979 đến 1980, cơ quan an ninh Việt Nam đã phát hiện kịp thời tổ chức gián điệp do tình báo nước ngoài tổ chức huấn luyện, tài trợ nhằm tiến hành các hoạt động xâm nhập, phá hoại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Gián điệp Nguyễn Văn Hồng là một trong những gián điệp trực thuộc Sở Tình báo của Phủ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nguyễn Văn Hồng hoạt động gián điệp ở khu vực phía Bắc Việt Nam vào những năm 1962. Sau khi hoạt động vào khoảng tháng 6 thì bị Công an Hà Nội phát hiện và theo dõi sát sao. Trần Minh Châu, Cao Xuân Tuyền là gián điệp tại Việt Nam hoạt động và làm việc cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA Hoa Kỳ. Gián điệp Trần Minh Châu, Cao Xuân Tuyền là một mắt xích quan trọng trong nhóm gián điệp tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA có âm mưu phá hoại, lật đổ chính quyền cách mạng Việt Nam thời bấy giờ. Nhóm gián điệp Trần Minh Châu, Cao Xuân Tuyền hoạt động ở 3 địa bàn, chọn Hà Nội là địa bàn chính vì nơi đây là thủ đô và nơi quan trọng để thu thập các thông tin tình báo. Công an Hà Nội đã điều tra, bắt giữ tên Nguyễn Sinh Biền vào ngày 29 tháng 4 năm 1980, ngay trước ngày lễ 30 tháng 4, vô hiệu hóa ý đồ của y là giải số chuyển đơn phản động này. Cũng trong thời kỳ này, lực lượng an ninh điều tra Công an Hà Nội đã khám phá hàng chục chuyên án lớn liên quan đến gián điệp phản động như vụ án Nguyễn Sinh Biền, Lý Nghiệp Phu, Tu Hội Hy Vọng, Đại Nghĩa Chính Cương. Trong đó, nổi bật nhất là việc tham gia điều tra khám phá vụ án Ôn Như Hầu. Từ việc điều tra khám phá các vụ án đó, lực lượng an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã góp phần đập tan âm mưu đảo chính, lật đổ chính quyền nhân dân của thực dân Pháp, cấu kết với những đối tượng phản động, tạo niềm tin tuyệt đối của người dân vào chế độ mới, đồng thời góp sức vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của dân tộc thống nhất đất nước. Đỗ Thị Thu Hà vốn là một Việt Kiều ở Lào, được CIA Hoa Kỳ tại Lào huấn luyện để dò la và thu thập các thông tin tình báo của Việt Nam, đặc biệt là thu thập các tin tức ở khu vực phía Bắc Việt Nam. Khoảng thời gian 1981, cái tên Trần Minh Hiến là một trong những vụ án gián điệp nổi tiếng ở Việt Nam. Cơ quan An ninh Tình báo Việt Nam đã bắt một gián điệp tên Trần Minh Hiến từ Campuchia. Sau khi hỏi cung và lấy lời khai, y đã khai nhận. Hiếu là một trong số 23 tên gián điệp đã xâm nhập vào Việt Nam qua con đường Campuchia. Trần Văn Hiếu khai rằng đây là số gián điệp của tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Qua lời khai của Hiếu, ta xác định toán gián điệp này do Lê Hồng Ngự làm toán trưởng đang ẩn náu ở Cần Thơ. Công an Kiên Giang và Công an Hậu Giang đã phối hợp tổ chức bắt giữ Lê Hồng Dự tại Cần Thơ. Qua các buổi xét hỏi, Lê Hồng Dự khai báo quá trình xâm nhập về Việt Nam và những hiểu biết của y về tổ chức phản cách mạng của Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh. Những lời khai này khớp với lời khai của Trần Minh Hiếu. Từ lời khai của các tên gián điệp bị bắt, cơ quan an ninh ta đã nhận định đây là toán gián điệp Minh Vương I của tổ chức phản động do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, được thành lập và huấn luyện ở nước ngoài và đang xâm nhập vào Việt Nam để hoạt động phá hoại, lật đổ chế độ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh đều là sĩ quan không quân thuộc chính quyền Sài Gòn cũ, sống lưu vong ở nước ngoài. Sau ngày giải phóng miền Nam đã trở về nước với hình thức đi du lịch, nhưng chủ yếu để móc nối với những tên phản động còn lại, xây dựng lực lượng nhằm chống phá cách mạng nước ta. Quý vị thân mến, ngày 19 tháng 6 năm 1984, đúng 6 năm sau ngày bị bắt, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử công khai Thái Nhữ Siêu về tội hoạt động gián điệp với mức án 20 năm tù giam. Những thế hệ cán bộ phòng bảo vệ chính trị 3 sau này cho biết, Siêu là một người có tài, đặc biệt là nghề trông cứu. Khi được cơ quan tình báo nước ngoài huấn luyện, chính Siêu cũng đã đề nghị được bổ túc thêm nghề này để nếu mất chức phó tổng biên tập báo Tân Việt Hoa thì còn có nghề tay trái kiếm cơm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!